Em xin chào tất cả mọi người, chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em nha. Video này em sẽ cập nhật cùng với cô bác và anh chị là cái dự án B-Network anh chị nha. Rồi, đây là cũng giai đoạn nước rút của B rồi. Nói chung là cuối năm nay có rất nhiều cái dự án nó sẽ bùng nổ anh chị nha. Nói chung là rất nhiều cái dự án luôn. Thì anh chị cố gắng kiên trì đào những cái dự án mà chúng ta đang theo nha. Bây giờ anh chị muốn vào cái app B-Network thì trước tiên á, anh chị vào trong cái App Store hoặc là trong cái CH Play. Anh chị cập nhật lên cái phiên bản mới nhất cho em ha. Tại vì có nhiều điện thoại á, chúng ta không có bật cái chức năng tự động cập nhật nên là chúng ta cần phải là làm thủ công. Riêng của em thì có cập nhật rồi thì em sẽ nhấp vào cái chữ mở nha. Thì sáng ngày hôm nay là B-Network đã cập nhật lại cái ảnh đại diện mới cũng như là những cái thông tin mới cho chúng ta nắm về cái tình hình của dự án. Như trên cái màn hình của giao diện app anh chị sẽ thấy ha, đây là cái thông tin mà họ đã tổ chức các cuộc thi hackathon ở những cái trường đại học lớn trên thế giới. Đó, như là Stanford nè, Harvard nè. Đó. Anh chị thấy ha, còn bây giờ cái điều quan trọng ở đây á là anh chị nhấp vào cái mục là hackathon ha để chúng ta đọc những cái thông tin liên quan. Anh chị nhấp vào đây cho em phía bên trái đấy. Nó sẽ đưa mình đến cái giao diện của trình duyệt web. Ở đây anh chị nhấp một cái chữ là dịch cho em ha. Thì em xin phép đọc một số cái thông tin để cho anh chị nắm nhanh thôi. Rồi chúng ta sẽ cập nhật bên Bichemon. Bi tham dự cuộc thi hackathon của các trường đại học hàng đầu. Danh tiếng không chị ha, đẳng cấp nha. Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10, nhóm Bico đã tài trợ và tham dự 3 cuộc thi hackathon được tổ chức tại Harvard. Cái trường đại học danh tiếng thứ nhất thế giới một là Harvard nha. Rồi Berkeley và một Stanford. Đó anh chị thấy nè, được tổ chức tại Harvard, Cornell và UC Berkeley. Sự tiếp cận này là một trong những nỗ lực của nhóm cốt lõi nhằm xây dựng các tiện ích và cơ sở hạ tầng của Bi trong thời kỳ mạng kính hiện tại, giới thiệu mạng Bi cho những người xây dựng nhiệt tình, giáo dục các nhà phát triển trẻ sáng tạo về nền tảng Bi, đồng thời mời và giới thiệu thế hệ nhà phát triển tiếp theo để giúp xây dựng tầm nhìn của Bi về thế hệ tiền điện tử tiếp theo. Ở đây em xin nói cái quan điểm của em một chút. Không phải mà một cái dự án, một cái công ty nào đó muốn vào các trường đại học lớn này để tổ chức các cuộc thi là dễ đâu anh chị. Không hề dễ dàng nha. Phải có sự đồng ý cho phép và cái bản chất, cái quy mô của cái dự án của mình nó như thế nào. Bi hiện tại là họ đang thúc đẩy phát triển mạnh cái đội ngũ của dự án nên là họ sẽ tìm kiếm những cái tài năng mới, tài năng trẻ trong các trường đại học và đặc biệt đó là những sinh viên. Cái thứ nhất là tạo cái công ăn việc làm, cái thứ hai nữa là thu hút những cái tài năng trẻ để họ có thể là phát triển lâu dài anh chị. Ha. Bây giờ em sẽ vào lại một lần nữa. Nên đó là em muốn là anh chị chúng ta kiên trì tiếp tục nè, thực hiện sứ mệnh đó. Sinh viên trong các hackathon này đã tìm hiểu về mạng Bi, cộng đồng và SDK của nền tảng nó, đồng thời khám phá và xây dựng các nguyên mẫu khác nhau của ứng dụng Bi cho các ý tưởng sáng tạo của họ trên nền tảng nhà phát triển Bi. Các ứng dụng bao gồm trò chơi, ứng dụng sức khỏe, ứng dụng NFT, ứng dụng có tác động đến môi trường v.v. giúp mở rộng các loại ứng dụng Bi có thể được xây dựng trên nền tảng Bi và chứng minh Bi tiềm năng và chứng minh tiềm năng của nền tảng để đạt được tiện ích cho sự phát triển hệ sinh thái ha. Rồi đó là những cái thông tin liên quan, anh chị có thể đọc thêm hen, tại vì nó cũng khá là nhiều chi tiết nè. Ở đây là một số cái hình ảnh của cái việc diễn ra cuộc thi anh chị ha. Đó, đây là Nicolas và Sivan anh chị ha, đồng chủ trì cũng như là tham gia cái cuộc tổ chức này. Đây hai tiến sĩ này đây. Rồi tiếp theo, ở đây còn rất nhiều cái thông tin. Rồi anh chị chúng ta là có thể xem tham khảo ha. Và ngoài ra chúng ta có thể là nhấp vào cái chỗ biểu tượng Victor nè. Ở đây thì họ có cập nhật vào lúc ngày 19 tháng 10. Bạn có đang chạy một nút không? Thì cái vấn đề chạy nốt này là để chúng ta được tăng cái tốc độ đào bi nha anh chị nha. Tăng cái tốc độ đào để chúng ta nhận được nhiều bi hơn. Thì anh chị nào có điều kiện thì chúng ta cũng có thể sở hữu cho mình một cái nốt. Rồi đó là cái thông tin về cái vấn đề mà cập nhật mới, cơ bản là như vậy, nó chỉ ngắn gọn vậy thôi. Nhưng mà cái điểm muốn nói ở đây là cái phần Bichemon, hôm bữa em có làm một cái video là
đăng ký Bitcoin để chúng ta nhận được cái đồng là PCM token của Bitcoin này. Tương lai nó sẽ phát triển rất là mạnh cùng với B-Network anh chị ha. Chúng ta có thể dùng nó để giảm, để trả cái tiền để chúng ta mua hàng hóa trên Bitcoin nè. Cũng như chúng ta giảm cái phần trăm để vận chuyển ship đồ này kia các kiểu anh chị. Đó cũng rất là ngon và chúng ta không nên bỏ qua cái kèo này. Và muốn làm được, muốn nhận được cái đồng Bitcoin mỗi ngày thì anh chị phải đăng ký Bitcoin. Và cái video đăng ký Bitcoin cũng như là đăng ký B-Network, nói chung tất cả từ A đến Z về cái vấn đề dự án của B-Network, thêm số điện thoại, rồi thêm vòng tròn bảo mật, rồi thêm ví, rồi thay đổi mật khẩu này kia là em để hết cái phần mô tả cho anh chị chúng ta tham khảo. Mình thấy cái nào chưa có thì mình vào đó mình xem giúp em. Rồi từ đây chúng ta vào cái bài gạch ngang phía trên bên trái, chọn cái chữ Bironcer cho em ha. Sau đó chúng ta nhấp vào cái mục đăng nhập vào Bironcer. Cái vấn đề đăng nhập này có số anh chị đăng nhập vào không có, số anh chị đăng nhập vào có, thì em nghĩ là nó hình như là nó xuất hiện vào buổi chiều á. Theo em nhập vào á, em nhận là buổi chiều nó đều được ha, còn buổi sáng thì em vào không có. Ở đây chúng ta vào cái chỗ là random ha, biểu tượng cái bóng đèn nè. Cái này nó sẽ bị lắc rất là nhiều anh chị, nhấp vào continue nè, nhấp vào ok. Sau đó anh chị kéo lên, chúng ta chọn Bitcoin. Sau đó chúng ta nhấp vào cái chữ Redmore, chúng ta chọn là Bitcoin.com, cái chỗ website đấy. Ở đây chúng ta chưa đăng nhập á, thì họ bảo mình phải đăng nhập ha, cũng như là chúng ta đăng nè. Em nhấp vào cái mục của tôi phía dưới bên phải nè. Ở đây do em đã đăng nhập rồi nên nó sẽ để như thế này, còn của anh chị chưa có thì nó để đăng nhập ha. Còn anh chị nào chưa đăng ký thì bắt buộc phải đăng ký. Mà khi đối với những anh chị mà anh chị thấy của em có cái ví không ạ, nhấp bên phải nè. Ở đây á là cái ví này á là em đã có thêm rồi, địa chỉ ví nè. Cái này là em đã có thêm rồi nên là nó hiển thị. Còn của anh chị mà chưa có thêm địa chỉ ví á, khi anh chị vào đây nó sẽ bắt buộc anh chị là thêm địa chỉ ví vào. Thì cái địa chỉ ví đó, đó là anh chị lấy ở đâu, anh chị quay trở về cái app cho em đi. Anh chị vào cái ba gạch ngang phía trên bên trái, chúng ta vào cái chữ là Mainnet nè, cái hàng thứ hai nè. Rồi sau đó anh chị nhấp vào cái một danh mục Mainnet. Anh chị thấy cái chỗ cái ví thứ ba của cái bước thứ ba của mình có cái địa chỉ ví, chúng ta nhắn và giữ ha. Chúng ta sao chép, sau đó mình quay trở về đây, mình dán vào, chúng ta liên kết ví là xong anh chị ha. Cái đó là cái địa chỉ ví công khai, là sau này chúng ta có mua bán trao đổi hàng hóa trên đó đó, chúng ta nhận được cái đồng bi từ cái người mua thì bên cái trang này nè, nó sẽ trả về anh chị theo cái địa chỉ đó, anh chị nắm rõ nha. Chứ không phải là cái địa chỉ khóa của anh chị đâu. Cái cụm khóa là cái cụm chữ tiếng Anh thường, còn cái cụm địa chỉ ví công khai trên blockchain để nhận bi á là cái cụm chữ hoa và nó có số. Rồi ở đây cái điều quan trọng nè, anh chị nhấp vào, ở đây có cái mục đăng nhập, chúng ta nhấp vào đây ha. Anh chị nhấp vào đăng nhập cho em. Ở đây anh chị thấy của em nè, em nhận được là 3 ngày là em được 18.84 đúng không ạ? Rồi ở đây anh chị thấy họ có thông báo, sự thông báo, nhấp vào nút đăng nhập ở dưới cùng, xem quảng cáo và làm mới UGL để đăng nhập thành công. Số lần đăng nhập vượt quá 100.000 và thu nhập bị giảm một nửa, tức là trong vòng 100.000 người đầu tiên sẽ nhận được là 6.28, nếu như qua 100.000 nó sẽ giảm xuống còn 3.14, kiểu như vậy. Đó anh chị thấy là hiện tại mỗi lần đăng nhập bạn có thể nhận được 6.28 nè, kiểu như vậy. Rồi anh chị kéo lên. Ở đây nó có cái chữ đăng, chúng ta nhấp vào. Anh chị thấy cái thời gian đếm ngược, tức là em còn 8 tiếng nữa em vào đây em mới điểm danh được. Hay còn anh chị nào chưa thì bây giờ chúng ta cứ nhấp vào cái chữ đăng này. Sau đó nó sẽ hiện cho mình một cái bảng như này, chúng ta nhấp vào cái bảng này nha. Chúng ta nhấp vào cái hình này sẽ đưa anh chị đến một cái trang mới. Chúng ta kéo lên như thế này, sau đó chúng ta quay trở lại. Rồi sau đó chúng ta nhấp vào cái dấu X, chúng ta xóa nó. Rồi mình sẽ quay trở lại đây. Mình nhấp vào cái mục của tôi phía dưới bên phải. Chúng ta nhấp vào cái mục đăng nhập này. Là nó sẽ có anh chị ha. Như em nói nè, em đăng nhập 3 ngày nè, nó để là đăng ký liên tục ba bầu trời đó, ở đây sẽ có. Thì cái đồng này em nói là tương lai nó sẽ phát triển mạnh mẽ với B-Network, và Bitcoin là một trong những cái trang mà những người tham gia Bi truy cập rất là nhiều, cái số lượng truy cập rất là khủng luôn ha. Và thời gian tới này họ sẽ đẩy mạnh là cho chúng ta trao đổi mua bán sản phẩm toàn cầu, cũng như là B-Network hiện tại là đang thúc đẩy cơ sở hạ tầng để mà cho cái vấn đề Mainnet cũng như là KYC anh chị ha, cuối năm nay. Thì cái dự án này nói chung là nó rất là chậm và nó rất là lâu.
từ năm 2019 tới giờ thì có rất nhiều anh chị chúng ta nản. Mà em khuyên anh chị á, chúng ta đã đào rồi, chúng ta cố gắng đi. Chúng ta bây giờ á, cái tốc độ đào nó đã giảm rất nhiều so với trước rồi. Cứ kiên trì đào đi, anh chị đừng có đặt nặng cái vấn đề mà chúng ta ăn được hay không, hay là hôm nay hay ngày mai phải có tiền. Mình cứ xem như một cái trò chơi cho nó nhẹ đầu đi anh chị. Chúng ta đừng có đặt nặng phải có tiền gì đó. Cũng như là đừng có đặt nặng nó là phải 5 triệu, 10 triệu một bi. Đó. Rồi chúng ta nhìn lại cái giá chợ đen giờ có 2-3 ngàn rồi chúng ta nản. Đừng như vậy, anh chị, như vậy là không có được, không có thành công đâu. Cứ đào nó cùng với những dự án khác. Khi mình rảnh thì mình tìm hiểu thông tin về nó. Tương lai á, là cái thị trường crypto cũng như là cái blockchain, cái mạng web 3.0 này nó phát triển rất là mạnh, bùng nổ của công nghệ. Anh chị tham gia cái này là chúng ta đang bắt kịp với cái xu hướng phát triển. Nếu như anh chị bỏ qua cái cơ hội này thì rất khó để anh chị kiếm tiền được trên đây. Và sau này chúng ta sẽ trở thành con mồi cho những cái người đã có cái kiến thức ha. Thị trường này là như vậy. Anh chị cố gắng đào đi cho em đi ha. Cái đây là một cái dự án của cách mạng của công nghệ, và nó mang cái tầm nhìn là của toàn thế giới, và nó bắt buộc phải là lâu dài, chậm mà chắc anh chị. Bitcoin nó còn khoảng là 10 năm nó mới được cái giá như thế này, và bây giờ nó còn phải là lao đao kìa. Nói chi là bi nó dự án là mới đây ha. Và cái dự án bi này đi khác với những cái dự án khác. Những cái dự án khác là trước tiên họ tạo ra tóc cành, họ FOMO lên, rồi họ thu hút nhà đầu tư, thu hút các gối đầu tư của các công ty lớn. Rồi sau đó họ đưa nó lên sàn, nó có một cái số giá nhất định. Sau đó họ sẽ dùng cái số tiền mà của người ta mua bán, cũng như là các quỹ đầu tư đó, họ mới thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái cũng như cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong cái đội ngũ. Rất nhiều cái dự án bây giờ nó làm như vậy. Lý do là nó thiếu tài chính nên nó mới làm cái kiểu đó. Và nó có thể là FOMO để nó ăn tiền xong nó sập. Đến cả Luna mà nó còn mà bị sập, cả thế giới còn phải lao đao vì nó mà. Còn Bi này họ đi ngược lại. Cái thứ nhất họ lấy cộng đồng trung tâm, tức là họ lấy cái người dùng làm trung tâm cho tất cả mọi vấn đề. Đó là cái chính sách đúng anh chị. Con người phải là trung tâm mới được. Có trung tâm, có cái cộng đồng lớn rồi, hiện tại là gần 6-70 triệu rồi. Thì bây giờ cùng với trong thời gian đó là họ phát triển cái cơ sở hạ tầng, tức là cái thiết bị cũng như là mạng, cũng như máy chủ này kia đó. Đó thì họ đang từng bước rồi. Chỉ cần mà họ manage mở một cái thôi, 6-70 triệu người này họ nhào vô, họ tham gia một cái là em nói chị, anh chị, là cái cộng đồng nó sẽ là bay rất là nhanh. Đó là cái chính sách mà nó đi ngược lại với tất cả những dự án khác. Và chính vì điều đó mà người ta sẽ cho rằng Bi nó là lừa đảo, nó không có giá trị gì, tại vì nó quá lâu mà nó chưa mainnet ha, cũng như là cái vốn hóa này kia nó không có. Thì anh chị cứ chờ đi, đang từng bước càng ngày càng phát triển. Chúng ta đừng có dội phán xét khi chúng ta chưa hiểu hết gì bất cứ một cái sự vật hiện tượng nào trên thế giới này ha. Em chỉ có đôi lời chia sẻ để củng cố niềm tin cũng như là kiến thức mới cho anh chị. Rồi, còn đào hay không là ở anh chị. Kiên trì hay không là anh chị. Và thành công hay không là ở cái phước, cái duyên của mỗi người. À, em chỉ như vậy thôi. Thì có cái gì sai sót thì anh chị bỏ qua ha, thông cảm cho em nha. Rồi, và cũng có cái gì không rõ thì bình luận đi. Em sẽ trả lời cho anh chị trong cái khả năng kiến thức của mình.